cô chuyện xin chào mời cô bác anh chị em và các bạn ha. Thì bây giờ đối với trường chỗ nào dính cá là chuyện câu luôn, chứ bây giờ sang Google á khó quá, tại vì máy á, nó chạy ngang hoài rồi cũng khó dính cá bự. Thì mình cứ quan đại đi, hy vọng nếu mà có cá là được rồi, chứ giờ có cá bự thì mừng, còn không có cá bự thì thôi. Chứ vòng vòng á chỗ cái kênh này thì chỗ nào trường cũng đi câu hết trơn mà nó không ăn không dính á, chỉ có chỗ Huyền Thoại này thôi. Thì thôi, chỗ này ăn thì mình cứ câu, nếu mà hên thì dính lại cá bự. Mấy cục mồi đầu tiên này dính không đây? Mỗi khi vô cục mồi đầu tiên á là dính cá rồi đó. Mà nãy giờ á là trường vô á, cái nguyên một cái chiếc da cát bự á, nó chạy ngang mà nó xả nước nữa, động á trời động, rồi thêm cái trường thấy có người mới văng lưới ngang nữa. Nay là không biết cá nó ăn hay không, là thì giờ thả đại hên xui luôn á cả nhà. Biết nó ăn hay là dướng gì kìa. Dướng gì quá ta. Dạ. Dướng rồi chứ, nó ăn là nó lôi mạnh, nó bên mạnh luôn rồi. Nó mới ăn, nó mới ăn đó, trường mới quăng cần nó luôn cả nhà, bê mạnh luôn cái ơi, vừa bông vô lỗ luôn đó. Nó chừng hết mồi luôn rồi, chỗ mồi mềm quá, nó đá cái gớt mồi hết trơn. Lôi ê, còn. Tức quá rồi. Và đông cá thiệt sự không thể tin nổi luôn. Thua. Bên cái coi lụm con mở hàng ngày hôm nay coi.
dính này. Ê, coi đi chắc được. Rồi nhá Hiếu ơi. Ở dưới nó một mình. Ê, còn. Ôi, trời ơi. Vãi đường. Chán này chứ. Săn Hugo mà dính con mới lớn thì là thấy chán rồi đó cả nhà. Đang lo đồ cái lục bình ra kìa. Trời ơi, ác thiệt, ăn gì đó mà giờ không dính luôn. Không hiểu nổi cả nhà ơi. Mấy anh đứng ra luôn không cả nhà thấy không? Cái chết thiệt, cái con cá chết thiệt. Vãi đồ con cá luôn á. Trời ơi, nó nhõng bên gì luôn mà không dính. Ốc của nó quá ốc luôn kìa. Dính này. Ui, em mày đỡ hơn. Đỡ vậy? Ui, trời ơi, cái này cả nhà. Im im. Ê, móc hai lưỡi luôn nè, hên nha. Thả móc hai lưỡi chùm. Lụm nha. Như vậy? Móc hai lưỡi luôn. Ừ. Bé nha. Hên. Rồi, men cái tính quăng thằng này nè. Đang ra tính quăng. Vì là cái gọng mình có dịp để gọng cá này nha. Ôi, quá dữ. Đó, nãy Trường dính con đó, Trường chưa kịp gọng luôn đó cả nhà. Trường để nó luôn đó, nó lụm thêm con nữa rồi đó. Rồi, vậy là mình còn hy vọng mình kiếm cá bự được nha. Tại ngày hôm qua á, mưa rồi Trường sợ là hôm nay là cá nó không ăn luôn á. Nhưng mà nãy giờ nó ăn được cũng mừng. Ôi, lụm con đó bự bự gì cũng được rồi. Rồi giờ tiếp tục mình săn Hugo nữa. Con khéo gì nữa đây đó. Thấy gì không? Bơi chiếc vỏ mà có cái cây xiệt. Cái vạt để đằng trước nữa đó. Đó, gì đây là câu kéo giống gì nữa giờ. Thua luôn rồi đó. Quá trời. Ở đâu cũng gặp đi xì cá cho người. Anh em cần thủ sao chịu nổi. Câu kéo được gì nữa đâu. Rồi cả nhà ơi, đây nè. Nước bây giờ hiện tại là nó chia ra làm hai nè, thấy không? Ở bên đó nó đang hồi lụi trơn kìa. Còn bên đây thì nó trong. Tại vì hôm qua mưa rồi ruộng người ta bơm ra nước đen không à. Mới vô thì cá còn ăn được, còn bây giờ thì thua luôn rồi. Nước nó quá đen. Nó trong phía trong trong đó. Nước nó chảy ra
Đó, nước đen không à. Nãy giờ trường ngâm cả tiếng đồng hồ luôn rồi mà không đá luôn đó. Chát thì ngồi bệnh của mũi bệnh rồi. Là nãy giờ cá nó không ăn gì chân luôn. Nó cũng cục hoài luôn á, nó có quặn quặn bụt lên hoài luôn á mà nó không chịu ăn. Hết hiểu nổi luôn. Đây, thành quả của trường đây. Nó mỗi khi dính quá trời dính luôn, hôm nay fail rồi. Cũng được không? Cũng được, con này cũng bự bự ha cả nhà. Cũng đỡ đỡ. Nói chung là vớt vát lại được chút, không có bị móm. Thì lúc nãy thì cá nó cũng cũng có ăn. Ăn vài cái ben nhưng mà trường đóng không dính. Không hiểu nổi sao luôn, nó ăn sao mà lôi ben cần mà giờ không dính luôn. Bên mé bên đây nè, cá cha nó giờ nục quá chục luôn. Đó, nước bây giờ đang chảy vô xiết mạnh nè. Mà đen quá à, nước đen. Tình hình này chắc cuốn cằn luôn á. Chứ nãy giờ trường ngâm hơn một tiếng luôn rồi mà nó không đá luôn. Được, được con này bự bự gì thì cũng đủ ăn luôn rồi nè. Đó, con này cũng đã đỡ. Rồi, vậy thôi chắc giọt luôn quá. Rồi cả nhà xem video nhớ bấm like đăng ký chuông để ủng hộ qua trường cũng như là theo dõi những video tiếp theo ha. Rồi trường hẹn gặp lại cả nhà ở video sau nha.